Hello, xin chào cô chú chị bạn đến buổi gần ngày hôm nay. Như hôm nay cũng nhật bộ mẹ con anh rất siêu cọp cô chú chị. Bộ mẹ con anh rất siêu cọp này, con mẹ thì tàn nhất cô chú chị. Con mẹ này rất là đẹp luôn cô chú chị, đây nè. Chân móng là hoàn thiện nha, con cổ xe không chú cúm cũng được hết cô chú chị đây. Nè, bốn miếng thì đã tạo cô chú chị, con bò này bốn miếng đều nha. Quá tạo con bò siêu cọp cô chú chị, con bò này tàn nhất luôn nha. Con bò này siêu sân khu em đo là 1m45 cô chú chị, 1m45 nha. Quá tội con bò luôn, tàn nhất luôn nha. Bò này là hàng VIP nha, lâu lắm rồi mới được con bò này cô chú anh chị nè. Con bò này cô chú anh chị nhìn thấy không, hết nước con bò. Cái này là chính thân nha, chính thân là làm chuyện ra nha, chứ không bị sờ mâu sờ miết hết nha. Này còn kia còn mấy đốm này chưa có hết đó nè, chính thân nha. Quá tội con bò cô chú anh chị nè, của anh VIP nè, siêu cọp nha. Nó bự mà em quay muốn không hết màn hình đâu cô chú anh chị. Đây con bò này xí mặt chính luôn nha. Bò này, lứa này là lứa thứ hai của chú anh chị, sẽ đơn chính như chú anh chị, lông da nó đang nhuyễn của chú anh chị nhìn thấy không, rất là mắc sữa luôn nè. Quá trời một cọp của chú anh chị nè, con con nó mới sanh được 1 tháng rồi chú anh chị, 1 tháng của chú anh chị nhìn cái lưng nó nè, con con là con cái nha, con cái 3B nha. Con bò này rất là mắc sữa của chú anh chị nè, đuôi lật phật nha. Bò này là ba lật lỗi nha, bò này là không có áp xe nha, không xúc cúng vuột chết của chú anh chị, bò này nghiêm chỉnh hết nha. Bò này tàn nhất của chú anh chị, hàng độ nha. Chân móng nè, móng sò luôn nha, không có ốp xe, không có xúc cúm gồm chết nè. Đây bò vú luôn chú anh chị nhìn đã không, cực kỳ không, nó quá sữa thì khỏi nói luôn nha của chú anh chị. Con con lực nó pin dữ dằn luôn, nó mắc sữa. Thì bò cái để gọi ăn chấp hành của chú anh chị mình trong vòng 3 tháng nha. 3 tháng nếu có trục chặt lòi lú gì thì sẽ chở bò về nha, và tiền sẽ hoàn đầy đủ của chú anh chị mình nha. Bộ này cái mức giá là 31 triệu nha, 31 triệu làm bao ship vòng 100 cây số của chú chị, 31 triệu nha, làm bao ship vòng 100 cây nha. Quá tội bò của chú chị, con nó cô chú chị nhìn lên dài đít nè, mấy con tháng ngoài dài đít nè, rất là pin luôn nha, rất là dày bò nha. Cô chú chị nhìn nè, con mẹ còn mập lúc luôn nha của chú chị. Bộ bò có mức giá là 31 triệu 500, ủa 31 triệu là giá tại chùa của chú chị. Con nè, con là con cái 3B nha, lực pin thì khỏi nói luôn chú chị ơi. Này con lực pin ghê không, con là con cái 3B nha. Con mẹ nè, con mẹ thì tàn sát nhất, khỏi nói luôn của chú chị nè. Bò này là nghiêm chỉnh hết nha, không có áp xe nha, không xuống cúng ruột sách nha. Bò này là bao tật lỗi của chú chị. Con mẹ là tàn nhất nha, sao trong khu em nô là 1m45 nha. Quá tạo con bò luôn của chú chị ơi, cực kỳ thật. Rồi nãy giờ cũng như đã cân được thông tin hình ảnh của con bò bộ mẹ con này rồi. Nếu cô chú anh chị nào cảm thấy thích mua về phát triển tế thạ luôn nha, số điện thoại của em để trên màn hình. Đến đây thì em xin kết thúc luôn tại đây nha. Em xin kính chào và hẹn mọi người tiếp theo nha.